Trong năm qua, dù đất nước đã trải qua một năm cực kỳ khó khăn từ hậu Covid-19, nhưng về cơ bản thì bức tranh báo chí vẫn ánh lên những màu sắc tươi sáng của cuộc sống. Lực lượng phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô vẫn là đội quân năng động, tuyên truyền tích cực đến các trận tuyến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Bước vào năm 2022, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã tập trung chủ động trong công tác tuyên truyền về Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Xác định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đội ngũ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã nỗ lực và sáng tạo để truyền đi tinh thần đổi mới, đem đến niềm tin phấn khởi cho đoàn viên thanh niên cả nước. Thực hiện chủ đề công tác năm 2022, nâng cao chất lượng nội dung trên các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và triển khai nội dung của 6 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật, tri thức phong phú, công nghệ thành thạo, nội dung sáng tạo, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ, Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã triển khai hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng tin bài, cả về nội dung và hình thức, để báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thực sự là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội và tuổi trẻ cả nước. Năm 2022, công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ đặc biệt chú trọng. Chi ủy tổ chức Đảng đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chi ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Chi bộ thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ phóng viên, nhân viên thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước một cách kịp thời, đầy đủ và thường xuyên. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm như các sự kiện chính trị, thời sự, v.v. Qua đó nâng cao chất lượng, tính năng động, chủ động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên. Trên cơ sở đó thì báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng luôn đoàn kết, thống nhất cao trong mọi nội dung hoạt động chung. Về công tác Đảng thì trong năm 2022 thực hiện cái sự định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội, chi bộ báo đã triển khai sinh hoạt chuyên đề 4 cái chuyên đề trong năm và các cái buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng chúng tôi đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái nội dung cụ thể để các đồng chí đảng viên trong chi bộ cùng nhau thảo luận, cùng nhau bàn để làm sao mà gắn với các cái nhiệm vụ chuyên môn và để hoàn thành các cái chỉ tiêu, kế hoạch trong cái năm 2022. Phải nói là chưa bao giờ chi bộ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô có cái số lượng cán bộ đảng viên đông nhất từ trước đến nay là 29 đồng chí. Trong đó thì có 2 đồng chí đảng viên dự bị và trong năm 2023 chúng tôi tiếp tục phát huy và sẽ phát triển thêm ít nhất là từ 2 đến 3 đồng chí đảng viên mới. Cũng trong năm 2022, 6 đồng chí quần chúng ưu tú của cơ quan được cử đi học tham gia bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức, đồng thời kết nạp 2 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng và chuyển đảng viên chính thức đối với 1 đảng viên dự bị. Thời gian qua thì ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô luôn coi trọng công tác đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung tin, bài ảnh, hình thức để cho phù hợp với nhu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo luôn đúng tôn chỉ mục đích, có trọng tâm theo hướng của các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan chủ quản là Thành đoàn Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đã tập trung tuyên truyền một số ngày kỷ niệm lớn của đất nước, điển hình như xuất bản các số báo đặc biệt, mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 37 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2021, v.v. Trong năm qua thì báo đã tuyên truyền rất là tốt các cái hoạt động của Trung ương của thành phố Hà Nội, đặc biệt là tuyên truyền rất đậm nét các chương trình công tác của thành ủy, các hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố. Cũng trong năm qua thì với hoạt động xuyên suốt đến là đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn thành phố và đại hội đoàn toàn quốc thì báo cũng đã mở các chuyên trang chuyên mục để mà tuyên truyền các hoạt động liên quan đến cái sự kiện quan trọng này của tuổi trẻ. Ngoài ra thì trong năm qua báo Tuổi Trẻ Đô cũng đã làm rất nhiều các số báo đặc biệt, trong đó có 6 số quan trọng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, ví dụ như ngày 26 tháng 3
ngày thành lập đoàn. Thì tất cả các số đặc biệt đều được triển khai với nội dung rất là phong phú và một cái dung lượng rất lớn. Có nhiều số báo là khoảng trên 200 trang. Có số báo như số báo Tết thì lên đến 264 trang. Thì đây đều là những cái số báo mà được đầu tư rất là bài bản với sự vào cuộc của tất cả anh em phóng viên, biên tập viên ở trong tòa soạn. Đặc biệt là cái khâu trình bày cũng được quan tâm. Không chỉ có tuyên truyền các sự kiện của Trung ương và thành phố, thì báo cũng đã tuyên truyền cho các bộ ngành theo các đề án hợp tác giữa báo với các đơn vị. Trong năm 2022 vừa qua, tôi được ban biên tập giao thực hiện nội dung và theo dõi tiến độ các đề án của thành phố cũng như là của các bộ ban ngành. Trong đó có những cái đề án rất là quan trọng, ví dụ như là đề án của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, các đề án của các bộ ngành khác nữa. Hầu hết tất cả các đề án đều được thực hiện đúng nội dung, đảm bảo tiến độ thực hiện và được các đối tác cũng như là các bộ ngành đánh giá rất là cao. Có được các kết quả đáng ghi nhận như vậy thì trước tiên đó là sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí ban biên tập cũng như là sự giúp đỡ của đồng chí lãnh đạo ban, và đặc biệt hơn nữa đó là sự hỗ trợ của các đồng chí phóng viên, biên tập viên của báo. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng tờ báo thì từ đầu năm 2022, chuyên mục giáo dục trẻ cũng lần đầu tiên được trình diện nhằm tuyên truyền đậm nét các hoạt động của tuổi trẻ hướng tới sự kiện đặc biệt của đất nước. Đặc biệt là năm qua, phóng viên tòa soạn đã tích cực xây dựng các tuyến bài tham gia vào giải báo chí do các cơ quan ban ngành tổ chức như giải báo chí về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, giải báo chí về văn hóa, xây dựng đảng của thành phố Hà Nội, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải báo chí Ngô Tất Tố, v.v. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ thì tập thể báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương khác. Nhiều giải báo chí, bằng khen, giấy khen cũng đã được trao cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2022. Mặc dù nền kinh tế thì khó khăn, doanh nghiệp đối tác thì khó khăn như vậy, tôi là ban kinh tế, là bộ phận tham mưu trực tiếp về công tác kinh tế báo chí này, thì hơn lúc nào hết bây giờ chúng tôi rất là thấm cái đường lối của ban biên tập đã đề ra, đó là đồng hành cùng với các đối tác, đơn vị, doanh nghiệp. Chúng ta có được kết quả như vậy thì cũng phải kể đến đó là các cái cách làm của các cái văn phòng đại diện cũng như các phòng ban của cơ quan. Chúng ta đã quen với cái guồng của kế hoạch về các cái deadline mà chúng ta đã đề ra. Từng cái kế hoạch nhỏ như vậy đã tạo nên một cái thành công, một cái kế hoạch lớn. Không chỉ các phòng ban trong tòa soạn đang nỗ lực ngày đêm, mà các văn phòng đại diện trong năm qua cũng góp một phần không nhỏ đưa thương hiệu báo Tuổi Trẻ Thủ đô tới mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt như một năm khó khăn vừa qua thì báo đã được chính quyền các tỉnh, thành phố ghi nhận trong công tác đồng hành cùng chính quyền, cùng doanh nghiệp khôi phục kinh tế sau đại dịch. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ban biên tập, trong năm qua văn phòng thành phố Hồ Chí Minh cũng như các văn phòng đại diện khác đã rất tích cực và nỗ lực tuyên truyền toàn diện các mặt về thời sự chính trị, kinh tế, xã hội. Song song đó cũng đồng hành cùng hệ thống chính quyền, người dân và doanh nghiệp nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vượt qua những thách thức và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều đó cũng tạo tiền đề cho năm sau, một năm được dự báo là sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, văn phòng đã có kế hoạch và sẽ nỗ lực tiếp tục cùng đồng hành để xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống. Trong năm 2022 thì là một năm rất khó khăn đối với văn phòng miền Trung và Tây Nguyên, khi mà các tỉnh miền Trung liên tục hứng chịu những đợt thiên tai lũ lụt. Đó là một trong những nguyên nhân đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của văn phòng. Tuy nhiên thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, sự quan tâm sâu sát của ban biên tập thì văn phòng miền Trung và Tây Nguyên cũng đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao trong vừa qua, đồng thời tạo được uy tín, thương hiệu đối với nhân dân và chính quyền địa phương nơi địa bàn được phân công phụ trách, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ tuyên truyền của một cơ quan báo chí. Nhằm triển khai hiệu quả công tác, chi ủy ban biên tập đã kiện toàn hoạt động của một số phòng ban, văn phòng đại diện, phân công nhiệm vụ cụ thể một số vị trí,
Ngày 4 tháng 4 thì bổ nhiệm 4 ủy viên ban biên tập, gồm đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Kinh tế, đồng chí Trịnh Trang Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh văn phòng, đồng chí Vũ Hương Giang, Trưởng ban Thanh niên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng ban Thời sự Bạn đọc. Sau đó 5 tháng, vào ngày 12 tháng 9, các đồng chí Nông Hoài Châu, Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Văn Huy cũng được phân công nhiệm vụ mới, góp phần đưa tòa soạn hoạt động ổn định và phát triển hơn. Bên cạnh công tác đảng, công tác chuyên môn, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức đã được Công đoàn Báo Tuổi Trẻ Thủ đô thực hiện một cách hiệu quả. Nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như gặp mặt cán bộ, phóng viên nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tặng 3 ngôi nhà, sân chơi và quà tặng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Năm qua, Chi đoàn báo đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và tham dự các chương trình do đoàn cơ quan Thành đoàn Hà Nội phát động, nhằm thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tự nguyện của tuổi trẻ. Trong năm 2022, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như phối hợp với các cơ quan đơn vị trao tặng quà từ các hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Chăm sóc Người Khuyết tật Hà Nội, trao tặng 70 suất quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chùa Bồ Đề, cùng nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng khác. Là tờ báo của tuổi trẻ và là một ban gắn liền với các bạn thanh niên, chúng tôi luôn học tập được của các bạn trẻ bằng tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, không ngại gian khó. Vì thế nên trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, chúng tôi đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi tự hào rằng mình là ban thanh niên báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Năm 2022, báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm nhằm đem đến những thông tin hữu ích tới giới trẻ trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Buổi tọa đàm là diễn đàn để những chuyên gia cung cấp thêm thông tin cho thanh niên cũng như giúp các bạn trẻ dám nói lên những suy nghĩ của bản thân tới các cấp chính quyền. Một năm 2022 đã đi qua với những thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với mong muốn, những chuyển biến này vẫn còn chậm. Hy vọng rằng với những bước đà trong năm 2022 sẽ tiếp tục giúp cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô tăng tốc trong năm mới 2023. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 thì tiếp tục phát huy các cái thành quả của năm 2022 đạt được, và chúng tôi tiếp tục phát huy triển khai nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Trong thời kỳ mà công nghiệp hóa 4.0 như thế này, chúng tôi số hóa tất cả các lĩnh vực về báo in, đặc biệt là trên báo Tuổi Trẻ Thủ đô điện tử, chuyên trang Tuổi Trẻ Pháp Luật, chuyên trang Khởi Nghiệp Trẻ, Giáo Dục Trẻ. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm này. Cái thứ hai là trong năm 2023 này, chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của hội đồng chuyên môn của báo. Từ cái hội đồng chuyên môn do đồng chí Phó Tổng Biên tập làm Chủ tịch Hội đồng chuyên môn và các đồng chí thư ký chi hội về các thành viên phải xây dựng cái kế hoạch hàng tháng về chủ đề cứng và nội dung. Cái thứ hai là trong đó là có liên quan đến các cái giải báo chí, đặc biệt là hai cái giải báo chí của thành phố Hà Nội, giải báo chí về xây dựng Đảng và giải báo chí về văn hóa người Hà Nội là chúng tôi đặc biệt chú trọng quan tâm. Ngoài ra còn có cái giải báo chí về Ngô Tất Tố, rồi các giải báo chí quốc gia, các giải báo chí khác. Và cái thứ ba là trong năm 2022 thì báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã ký kết giao ước thi đua về văn hóa, cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Và chúng tôi tiếp tục phát huy các tinh thần của năm 2022 và năm 2023 chúng tôi tiếp tục triển khai đối với từng cán bộ phóng viên bằng cái sự nỗ lực của ban biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên người lao động của báo, đặc biệt là cái sự đoàn kết của tập thể cán bộ phóng viên. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ của năm 2023. Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Thay mặt cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô, tôi xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ phóng viên người lao động của báo Tuổi Trẻ Thủ đô một cái năm 2023 thật nhiều sức khỏe, bình an, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta